Cảm ơn quý vị khán thính giả giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin khoa học và công nghệ. Quân đội Hoa Kỳ phát triển mạng lưới truyền tải năng lượng không dây bằng laser. Cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Hoa Kỳ, gọi tắt là DARPA, đang lên kế hoạch phát triển hạ tầng cơ sở truyền năng lượng không dây toàn cầu, sử dụng công nghệ laser để cung cấp điện năng liên tục cho các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp thế giới. Nếu thành công, công nghệ truyền tải quang năng không dây liên tục Persistent Optical Wireless Energy Replay, gọi tắt là POWER, sẽ giúp quân đội Mỹ không phụ thuộc vào nhiên liệu lỏng như xăng dầu và những đường dây điện, vốn có thể bị kẻ thù đánh chặn hoặc phá hoại. Đại tá Paul Cowan, người đứng đầu dự án giải thích, các lực lượng quân đội Mỹ hoạt động trên toàn cầu, từ các tiền đồn trên Biển Đông đến sa mạc Iraq, sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác nhau, với những phương thức cung cấp khác nhau, nhưng không có phương thức nào đơn giản hơn để cung cấp năng lượng. Power là một chương trình vận chuyển năng lượng quang học định hướng, sử dụng tia laser, cung cấp khả năng truyền tải thông lượng cao tầm xa khi được truyền sống ở độ cao lớn, bằng các bộ chuyển tiếp, tạo thành một mạng năng lượng không dây đa hướng. Những bộ chuyển tiếp này sẽ dựa trên nền tảng UAV và vệ tinh. Power hiện đang phát triển các nền tảng trên tầng bình lưu với khoảng cách 100 km giữa các nút chuyển tiếp, hay có thể lên tới 1.000 km trong không gian, tạo thành một mạng lưới phân phối năng lượng có thể mở rộng trên toàn cầu. Ngoài việc phục vụ cho quân đội, dự án Power cũng sẽ giúp cung cấp năng lượng cho những cộng đồng ở xa, ngoài biển khơi, các cơ sở nghiên cứu và các trạm không gian. Trong tương lai, dự án sẽ sử dụng điện mặt trời không gian, khiến điện năng vừa thân thiện với môi trường, nguồn cung cấp không giới hạn và giá rẻ quân đội hoa kỳ phát triển thiết bị đeo có thể xác định sớm các bệnh nhiễm trùng trong giai đoạn đại dịch COVID bùng phát, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát triển một thiết bị đeo có khả năng xác định sớm các bệnh nhiễm trùng. Nay họ đã sẵn sàng thực hiện những bước tiếp theo trong dự án đánh giá nhanh mức độ phơi nhiễm với các mối đe dọa gọi tắt là RATE. Chương trình sử dụng một thuật toán trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện bằng cách là sử dụng dữ liệu do các bệnh viện thu được từ các ca nhiễm COVID cũng như dữ liệu sinh trắc học từ các thiết bị đeo được bán ngoài thị trường. Thuật toán của RATE cho phép phát hiện sớm những bệnh truyền nhiễm trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước khi các triệu chứng xuất hiện và dự đoán những ca những trùng trước 6 ngày. Hiện tại thì dự án đã nhận được tài trợ để thử nghiệm thiết bị đeo này trên 4.500 quân nhân thuộc nhiều binh chủng khác nhau, trong đó có các trung sĩ của lực lượng 360 Air Combat Command. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã làm việc với Philips, một công ty công nghệ tư nhân trong việc phát triển thuật toán và công ty này hiện đang tìm cách đẩy nhanh quá trình thương mại hóa và nhân rộng các thiết bị đeo. Ông Jeff Schneider, giám đốc chương trình RATE cho biết, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đầu tư rất nhiều vào việc duy trì sự sẵn sàng của quân đội để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu. Tuy nhiên nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như là covid chẳng hạn từ lâu đã là một biến số không thể đoán trước được. Với dự án Rate, chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị đeo thương mại để giám sát sức khỏe của các binh sĩ và đưa ra cảnh báo sớm về khả năng lây nhiễm trước khi dịch bệnh lây lan phát minh mới nhu liệu điều khiển giúp xe lăn có thể tự lái. Trường Đại học Deakin và công ty công nghệ Control Bionics tại Úc đã hợp tác thiết kế nhu liệu đầu tiên trên thế giới giúp xe lăn gắn động cơ có thể tự lái chỉ bằng một nút bấm hoặc một cái nhìn mà không cần đến lái joystick. Nhu liệu có tên gọi Drove, gồm có camera gắn trên xe lăn theo dõi các mã QR được dán trên trần nhà toàn bộ ngôi nhà được lập bản đồ trước và bằng cách nhấp vào một điểm đến cụ thể chẳng hạn như phòng khách xà lan sẽ đi theo hướng đó các dấu chấm định vị trên trần nhà đã được camera thu lại mỗi chấm này đã được lập trình cụ thể để mô phỏng môi trường trong nhà với lập trình này nhóm chuyên viên của công ty control bionics có thể thiết lập những đường đi trong một ngôi nhà trong vòng nửa ngày nhu liệu có thể phát hiện bất kỳ chướng ngại vật nào có khả năng cản đường xe lăn. Hiện tại nhu liệu chưa thể được sử dụng bên ngoài mà chỉ dùng trong môi trường kín, nơi có thể kiểm soát ánh sáng và nhiệt độ xung quanh. Công ty Control Bionic cho biết bước tiếp theo, họ sẽ nghiên cứu và điều chỉnh công nghệ để nhu liệu có thể hoạt động ngoài trời. Tiến sĩ Srikanth Thumudu, người đứng đầu dự án cho biết, Thách thức là khắc phục những hạn chế của các mẫu xe lăn điện điều khiển bằng cần lá joystick thông thường hiện nay, giúp cải thiện cuộc sống cho những người phải sử dụng xe lăn. Công ty Control Bionic chưa quyết định giá bán nhu liệu drone, nhưng cho biết công nghệ tương tự được bán với giá từ 10.000 đến 15.000 Úc Kim, tương đương khoảng 6.700 đến 10.000 Mỹ Kim. Phát minh mới, một lớp phủ kim loại có khả năng giúp vải tự vá, chống được vi khuẩn và giúp theo dõi nhịp tim. Các nhà khoa học trường đại học Flinders tại Úc đã phát minh ra một phương pháp giải quyết lớp phủ kim loại cho quần áo hoặc vải vóc, có thể tự vá, chống được vi khuẩn và thậm chí có thể theo dõi tín hiệu điện tâm đồ của người dùng. Cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Trương Vi Khánh thực hiện với sự công tác của sinh viên cao học ngành hóa sinh anh Nguyễn Tiến Thanh. Các mạch dẫn điện được tạo ra bởi các hạt kim loại lỏng có thể biến đổi các thiết bị điện tử đeo được do vải dệt điện tử thoáng khí có khả năng kết nối đặc biệt để tự vá ngay cả khi bị cắt khi vải này được ép với một lực đáng kể các hạt hợp nhất thành một đường dẫn điện cho phép tạo ra những mạch có thể duy trì độ dẫn điện khi bị kéo căng tiến sĩ trương giải thích là các mẫu dẫn điện tự phục hồi khi bị cắt bằng cách là hình thành những đường dẫn điện mới dọc theo mép vết cắt cung cấp tính năng tự phục hồi khiến nhân vật liệu dệt này trở nên hữu ích như là những kết nối mạch bộ dây nhiệt chuông và các điện cực linh hoạt có thể đo được tín hiệu điện tâm đồ vải được phủ kim loại vẫn cách điện nhờ oxit tự nhiên hình thành trên các hạt kim loại lỏng. Tuy nhiên, hiệu ứng cách nhiệt có thể được loại bỏ bằng cách là nén vải để phá vỡ oxit và cho phép các hạt thấm qua. Điều này cho phép tạo ra các mạch dẫn điện bằng cách là nén vải dệt bằng khuôn có hoa văn. Độ dẫn điện của các mạch tăng lên bằng cách phủ nhiều hạt hơn lên vải. Ngoài ra, các hạt kim loại lỏng làm bằng gallium phủ lên vải không chỉ có tính dẫn điện và tính dẫn nhiệt mà còn có khả năng kháng khuẩn giúp cho vải không bị nhiễm bẩn nếu mặc trong thời gian dài hoặc tiếp xúc với người khác. Robot sứa biển dọn dẹp rác thải đại dương mà không gây hại cho sinh vật biển. Viện Max Planck Institute của Đức đã phát triển một robot lấy cảm hứng từ loài sứa biển, có thể thu gom rác thải dưới biển mà không tạo ra tiếng ồn để tránh làm phiền các loài sinh vật biển nhạy cảm, cần dựa vào âm thanh để giao tiếp nhóm nghiên cứu giải thích khi một con sứa bơi lên trên nó có thể bẫy các vật thể dọc theo đường đi của nó và tạo ra dòng chảy xung quanh cơ thể robot của chúng tôi cũng luôn chuyển nước xung quanh nó chức năng này rất hữu ích trong việc thu thập các vật thể chẳng hạn như các hạt chất thải sau đó nó có thể vận chuyển rác lên bề mặt để được thu gom và tái chế Jellyfish bot có kích thước bằng bàn tay di chuyển bằng cách sử dụng các bộ truyền động điện thủy lực, hoạt động như các cơ nhân tạo. Các cơ này được bảo vệ bằng đệm khí và vật liệu mềm và cứng để tạo sự ổn định và chống thấm nước. Điện được cung cấp qua dây dẫn mỏng để có thể bơi lội, khiến các cơ nhân tạo co lại và giãn ra. Nó bao gồm một số lớp để cải thiện hiệu suất của robot, chẳng hạn như giữ cho robot cứng khi cần thiết, tăng khả năng cách nhiệt và nổi lên mặt nước. Jellyfish Bot với tốc độ hiện tại của nguyên mẫu là khoảng 6,1cm một giây với công suất khoảng 100mW, có thể dễ dàng thu gom rác thải nhỏ hay thu thập các mẫu vật thể như trứng cá từ đáy đại dương. Hai robot có thể hợp tác để thu gom nhiều rác thải nặng hơn. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tìm cách chuyển đổi từ dây sang pin hoặc không dây, cũng như cải thiện khả năng di chuyển của robot họ kỳ vọng trong tương lai các jellyfish bot này có thể giúp loại bỏ rác thải từ dưới đáy đại dương, giúp muôn loài động vật biển được sống trong môi trường trong lành hơn. Israel sản xuất thịt cá in 3D đầu tiên trên thế giới công ty thịt nuôi cấy in 3D Stakeholder Foods tại Israel đã phát triển sản phẩm cá nuôi trồng in sinh học 3D đầu tiên trên thế giới được thiết kế bằng mực sinh học tùy chỉnh, sử dụng tế bào cá mú do công ty Umami Meats cung cấp. Ông Eric Kaufman, CEO của Stakeholder Foods cho biết, chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Umami Meats để phát triển các sản phẩm cá có cấu trúc in 3D có hương vị và kết cấu tuyệt vời giống như cá đánh bắt mà không gây hại cho môi trường. Phi cá mú được tạo ra bằng cách kết hợp các tế bào gốc của cá với những chất dinh dưỡng khác nhau, sau đó được cải biến thành mực sinh học rồi đưa vào máy in. Quá trình in chỉ mất có vài phút đồng hồ. Thành phẩm sau đó có thể được nấu chín và ăn ngay lập tức. Đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến thăm phòng thí nghiệm của Stakeholder Foods và nếm thử món cá nuôi cấy in 3D này. Sản phẩm phi lê cá in 3D theo dự kiến sẽ được đưa ra thị trường trong vài tháng tới. Công ty Stakeholder Foods cũng cho biết họ sẽ mở rộng hợp tác với những đối tác khác để tạo ra thêm nhiều loại thủy hải sản in 3D khác như là thịt lương chẳng hạn. Israel là một trong số những quốc gia đi đầu trên thế giới trong công nghệ thực phẩm nuôi cấy. Trong đó, công nghệ in 3D đang trở thành xu hướng vì có thể tạo ra những sản phẩm giống thật tới từng chi tiết. Công nghệ in thực phẩm 3D được cho là mang lại vô số lợi ích, đặc biệt là khi thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm vì nhu cầu đánh bắt quá mức. Theo ước tính của giới chuyên gia hàng hải, thì khoảng 1 phần 3 trữ lượng cá trên toàn cầu đang bị khai thác quá mức, đặc biệt là cá mú được coi là có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và đó là các bản tin khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin showbiz trong chốc lát. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.